Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin Trước Ống Kính. Hôm nay ngày 12 tháng 9, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và cả nước có gì đặc biệt? Mời quý vị cùng theo dõi những ghi nhận của chúng tôi. Thưa quý vị, mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, gây nhiều nhức nhối trong xã hội. Nguồn gốc của tình trạng này trước hết do chính nhận thức của người trong cuộc. Vì khó khăn và cũng vì nhận thức còn thấp, thiếu thông tin mà bị lừa đảo, bị biến thành nạn nhân, thành hàng hóa. Trong khi đó, thủ đoạn, phương thức hoạt động của tội phạm mua bán người ngày càng tinh vi, gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng. Mới đây, sau nhiều tháng điều tra mật phục, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã triệt phá thành công chuyên án 419D, đường dây mua bán người dưới 16 tuổi do nhóm đối tượng giả danh công an, bộ đội biên phòng, dụ dỗ phụ nữ, trẻ em ở các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lào Cai bán sang Trung Quốc. Sau khi xác lập chuyên án vào tháng 5 năm 2019, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã tập trung lực lượng triển khai. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định đối tượng Sùng A Chớ, trú tại bản Nậm Pon, xã Mường Tông, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Cầm đầu đường dây mua bán người gồm 7 đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp với Công an Trung Quốc, Công an tỉnh Điện Biên, tỉnh Lào Cai đã bắt được cả 7 đối tượng trong đường dây này, trong đó có kẻ cầm đầu là Sùng A Chớ. Lực lượng chức năng cũng đã làm rõ hành vi phạm tội của Sùng A Chớ và các đối tượng có liên quan. Theo đó, ngoài thủ đoạn cũ là lừa bằng tình cảm yêu đương, Sùng A Chớ còn giả danh công an hoặc bộ đội biên phòng Lào Cai đang điều tra vụ việc nên yêu cầu người liên quan sang Lào Cai rồi đem bán qua biên giới. Chớ và cả nhóm đã thực hiện trót lọt 29 vụ lừa bán 41 phụ nữ trẻ em qua biên giới. Công an tỉnh Lào Cai đã thu giữ trong điện thoại di động và iPad của Sùng A Chớ có 29 ảnh chụp chứng minh nhân dân Việt Nam được chèn ảnh Công an Nhân dân Việt Nam, Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Bộ đội Biên phòng Trung Quốc. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án và làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật. Theo thông tin từ Cảnh sát biển Hàn Quốc, vào khoảng 3 giờ 50 phút sáng ngày 11 tháng 9, một đám cháy đã bất ngờ bùng lên trên một con tàu gần thành phố Tongyeong, tỉnh Gyeongnam, miền Nam Hàn Quốc. Rất may là nhờ sự hỗ trợ kịp thời, 60 thuyền viên trên tàu, trong đó có 10 người Việt Nam, đều đã an toàn. Xảy ra cháy, chỉ huy tàu đã khẩn cấp yêu cầu Trung tâm Kiểm soát Giao thông Hàng hải cứu trợ. Tất cả 60 thuyền viên được Cảnh sát biển Hàn Quốc đưa lên một tàu kéo gần đó để đảm bảo an toàn. Sau 12 phút, đám cháy bùng phát. Trong số các thuyền viên có 49 người Hàn Quốc, 10 người Việt Nam và 1 người Italy. May mắn không có ai bị thương nặng, song 7 người đã bị ngạt khói. Nhóm này được đưa tới bệnh viện bằng trực thăng và tàu cứu hộ. Lực lượng bảo vệ bờ biển Tongyeong đã huy động 16 tàu và máy bay trực thăng tới dập lửa. Được biết khi xảy ra cháy, các thuyền viên trên tàu đang tiến hành lắp đặt cáp quang nối thành phố Busan với đảo Jeju dưới đáy biển. Cảnh sát biển Hàn Quốc đang điều tra nguyên nhân của vụ cháy. Khép lại bản tin chiều nay, cập nhật thông tin về vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra tại một ngôi trường tiểu học ở xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Một bức tường trước cổng trường giáp ranh với một nhà dân bất ngờ đổ sập khiến một học sinh lớp 5 tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm ra chơi giữa giờ, bảo vệ trường tiểu học Nam Lộc ở xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn, Nghệ An mở cổng trường để đưa chậu cây cảnh vào trong trường. Lúc này, một số học sinh lớp 5 của trường đã ra ngoài và trèo lên bức tường hàng rào cổng trường để chơi, thì bất ngờ bức tường rào đổ ập xuống trúng đầu một học sinh lớp 5. Dù được đưa đi cấp cứu ngay, nhưng học sinh này đã không qua khỏi. Tôi cùng đang bán hàng thì nghe học sinh lá lên. Là tối nhảy ra thì thấy cháu là máu mẹ thì nhiều, thì tối bong pha trong tràm, thì khi tối bong đó là tối cả bong, thì tối cả hét lên, thì tối cũng rất là sợ. Tại hiện trường, bức tường rào cao gần 2m, rộng 2m, nằm nhô ra phía bên ngoài cổng trường học, giáp với một nhà dân cho xây lâu năm nên đã bị nứt, gạch đá đã mục. Vài ba em mà đu lên mà chịu lại thì nó sẽ bổ hoàn toàn, thấp hẳn cái bức tường này. Cho nên tôi kiến nghị là một lần này là một cái bài học sương máu, do đó là một cái kiến nghị là nhờ các anh đưa lên để như vậy là gia đình hoặc giả là tập thể nhà trường, chính quyền địa phương là phải khắc phục lại cái này. Công an huyện Nam Đàn nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.
lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An cùng với nhà trường đã có mặt động viên người thân học sinh gặp nạn, đồng thời chỉ đạo Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Nam Đàn và nhà trường ổn định việc dạy học. Bản tin trước ống kính do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Công an, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 phối hợp thực hiện đến đây xin tạm dừng. Để xem lại những bản tin đã phát trên sóng truyền hình, quý vị có thể truy cập vào địa chỉ brt.vn hoặc kênh YouTube BRT Go. Thông tin cộng tác, ý kiến góp ý cho chương trình, quý vị vui lòng gửi về hộp thư điện tử trước ống kính brt@gmail.com. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chiều mai lúc 18 giờ.